Vietjet tổ chức 4 chuyến bay hỗ trợ khách du lịch rời Đà Nẵng. Hãng hàng không Vietjet phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện 4 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2020 để hỗ trợ đưa hành khách bị kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hai chuyến chặng Đà Nẵng, Hà Nội ngày 13 tháng 8 khởi hành lần lượt lúc 9 giờ và 16 giờ. Hai chuyến chặng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 8 khởi hành lần lượt lúc 9 giờ và 16 giờ. Hành khách trên các chuyến bay này là khách du lịch bị kẹt tại Đà Nẵng do thành phố này thực hiện giãn cách xã hội, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay. Đây là những chuyến bay nội địa đầu tiên Vietjet thực hiện để chuyên chở các hành khách mắc kẹt lại tại các địa phương trong nước vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, Vietjet cũng đã thực hiện nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam từ nhiều nơi trên thế giới về nước và vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng chống dịch, hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế. Tính tới cuối tháng 7, Vietjet đã đưa được gần 10.000 công dân Việt Nam ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Brunei, Indonesia và Myanmar về nước an toàn.